Xin chào các bạn, mình là Hồng đến từ công ty Phụ Kiện và Cấu Tạo Việt. Hôm nay mình muốn giới thiệu tới các bạn một sản phẩm, đó là thép râu tường. Thép râu tường là một sản phẩm được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong các công trình lớn, nhỏ, với nhiệm vụ dùng để với nhiệm vụ của nó là dùng để liên kết giữa tường và trụ được thêm chắc chắn hơn. Mà hôm nay mình với các bạn sẽ đi vào đo kích thước của sản phẩm thép râu tường này nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đo nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đo kích thước của một cái thép râu tường này nhé. Ở đây mình có ghi thước. Bây giờ chúng ta sẽ đo chiều dài từ ngay chỗ cộng của cạnh vuông tới điểm cuối của nó. Ở đây các bạn thấy là ba mươi năm. Tiếp theo chúng ta đo cái chiều ngang của cái mặt này. Chiều ngang là 23 ly. 23 ly. Tiếp theo là chiều đứng của cái này. 4 phân. Đối với cái sản phẩm thép râu tường này thì các bạn có thể dùng ốc để bắn vô mấy cái lỗ, những cái lỗ mà mình đã làm sẵn này. Những cái lỗ này có sẵn, hoặc là các bạn có thể dùng súng hơi để bắn vô, rất là an toàn và chắc chắn ha. Nếu mà các bạn có nhu cầu với sản phẩm này thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0937 626 579 ha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.